quả để biết đấy là quả gì thì anh em đi cùng tôi nhé. Đây rồi, đây là vườn nhà tôi. Đây, và nhìn cây này thì anh em đã biết là cây gì rồi đúng không? Hôm nay anh em tôi sẽ ăn khế. Khế đây là khế ngọt nha anh em nhé. Đây, đặc điểm nhận dạng của khế ngọt với khế chua là cây khế ngọt ấy thì lá nó tròn hơn, mà khế chua thì lá nó hơi dài một tí. Bây giờ tôi sẽ hái và ra Đây. ở dưới gốc này cũng có nhiều anh em ạ. Quả này kia nữa. Tôi sẽ vặt hết mấy quả to này ăn nhá. Nó kiến quá. Anh em tôi bây giờ đã chọn được cái view rất đẹp bây giờ anh ạ. Ngồi dưới gốc cây ổi. Đấy. Bên này là cái chuối. Bây giờ anh em tôi sẽ ăn khế ở dưới này luôn nhé. Em cầm quả to nhất lên xem nào. Quả to đây. À đây này. Đây là đây là đây. Đấy, quả. Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả. 5, 6, 7, 8 quả. Nhiều quá anh em ạ. Lấy nữa đi, lấy quả chín kìa. Anh em lấy quả này nào. Đẹp không? Quả đẹp không? Quá ngon luôn. Tí nữa thì anh em tôi sẽ thử nhé, xem là ăn nó ngọt như thế nào nhá. Ăn không cần phải chấm gì luôn. Bây giờ gọt hai cái đầu đi nhá. Hay là ăn cả quả luôn nhưng mới ngon nhỉ? Không phải gọt nữa. Quả này quả ngon nhất đấy anh em ạ. Đây, cho hẳn hai khía luôn. Ôi. Em thấy chưa? Đấy. Nhìn phê cực luôn, nhìn thế này nhìn tưởng là như là khế chua nhưng mà thật ra nó ngọt lắm anh ạ. Bây giờ tôi sẽ thử nhé. Trước tôi đã một lần rồi. Bây giờ tôi thử trước một miếng nhá. Xin mời tất cả anh em. Ngon lắm. Cắt được cua miếng. Giờ mình ngồi ra nhé. Không ăn nhé. Cả miếng nữa. Ngon quá. Ngon không? Thử ăn miếng, cắn miếng to nào. Cắn to nào. Ui dồi ôi. Không cần phải chấm gì nhỉ. Ngọt nhỉ. Nào giờ giờ cùng bên mình nghe xem. Đây. Nhìn phê luôn anh em ạ. Thôi bây giờ tôi không chịu được, bây giờ phải làm tiếp một miếng nữa. Đây, cắt thêm miếng nữa. Đây. Bây giờ tôi sẽ ăn cả miếng này luôn. Cả miếng to luôn nhá. Cảm giác từ ăn một phát ngập mồm xem nó thế nào. Mời tất cả anh em nhé. Đau quá. Xuống. Ngọt nhỉ.
em còn chưa? Là một phát ngập ngập miệng luôn nhá. Vâng. Thử cho nhá. À. Coi. Miếng ăn. Miếng ăn. Anh em nhìn thằng cô nó cắn này. Bây tôi làm thêm mấy miếng nữa nhá. Ngọt quá. Làm tiếp miếng nữa. Mời anh em. Ngọt thật. Như kiểu ướp đường ấy nhỉ. Xem thằng cu lia mày nó cắn một phát ngập mồm nhá. Cắn đi. To vào. Ngon không? Ngon không? Nhìn sướng nhỉ. Ơi. Làm nốt đi, nốt hết nốt quả này đi. Tí no tối không ăn được cơm nữa. Cảm miếng miếng xong cảm nhận này. Cảm thấy nào, nhìn đây. Ngon không? Cảm thấy nào? Lại lau áo đi. Bây giờ là còn 6 quả. Anh em tôi ăn từ nãy rồi, nó lắm rồi nhưng mà vẫn thèm quá. Thôi làm nốt một quả nữa. Một quả nó vừa vừa. Đây quả này đi. Nhầm ra cho anh. Ăn nốt quả nữa nha. Đây quả này đi. Ăn không? Tôi làm nốt quả nữa. Ngồi ăn Huế buổi trưa này thật sự là rất là phê anh em ạ. Dưới gốc cây, gió mát mẻ này. Ăn không? Tôi không cắn nữa nhá. Xem anh em là tôi sẽ thái từng miếng này. Ăn từ đây. Quả này chắc là ngon đấy. Ăn nào. No rồi chi á. Về là từ đây. Rồi. Bây tôi sẽ ăn nhá. Anh em nhìn cận cảnh nhá. Ôi, nhìn rất là phê luôn. Đồ xanh xanh này thôi nhưng mà ăn nó ngọt lắm. Như kiểu mình ướp đường ấy nhưng mà thực ra là rất là ngọt. Cái ngọt mà. Mời anh em nhé. Ăn xanh này nó giòn. Ngon quá. Một miếng nữa. Chắc chắc ăn một miếng, nốt miếng này luôn. Ăn nhiều. Nó bụng ấy. No quá. Ngon quá. Ăn Khế buổi trưa này cảm giác mình trở lại tuổi thơ của mình. Ngày xưa buổi trưa không được ngủ, trốn ngủ trưa ra ngồi đi chơi ăn Khế, Khế chua. Thôi đây có Khế chua thôi, đấy đâu có Khế ngọt đâu. Ôi, sẽ quay là anh em tôi kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem video của tôi.
Bạn nào thấy hay thì vào góc bên này hình tròn tròn này đăng ký ủng hộ anh em chúng tôi nhé. Còn ai thấy thích thì nhớ chia sẻ nhé. Xin chào.